Câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Loan. Con em sinh được 7 tháng, bị nấm miệng, em dùng gói rơm mấy ngày hết nhưng 1-2 lại bị lại. Chị chỉ em với. Cái nấm miệng này nó rất rất dễ tái phát. Thì cái sản phẩm đầu tay mà các bạn dùng cho em bé để bôi đó là cái Nystatin. Tùy theo tháng tuổi của con đấy, một gói hay là nửa gói, một ngày rơ 3 đến 4 lần cơ, mỗi lần một gói. 4 lần rơ miệng cho em bé, 4 gói trong một ngày. Các bạn phải rơ miệng cho con. Bên cạnh đó là phải vệ sinh bầu ngực của mẹ nếu mà cho em bé bú trực tiếp. Thứ hai là vệ sinh khử trùng lại cái đồ dùng, đồ chơi, đồ ngậm níu của con và các cái bình sữa của con. Bởi vì cái con nấm Candida này nó tồn tại khắp mọi nơi. Nó có thể ký sinh trên người là chúng ta mà nó không gây ra các cái biểu hiện về bệnh thì rất rất dễ bị lại. Khi mà điều trị cái nấm này các bạn 1-2 hôm khỏi các bạn không dừng lại ngay. Các bạn có thể điều trị 5 đến 7 hôm tưa miệng liên tục cho em bé. Cái này thuốc này nó không độc đâu, nó không thẩm thấu vào máu đâu, nó thải hoàn toàn ra ngoài nên các bạn không 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 phải lo. Chúng ta có một cái thói quen khi mà sử dụng các cái loại thuốc ấy, rất hay đó là không sử dụng hết liều, không đúng liều chỉ định, mà khi nó hết cái biểu hiện lâm sàng một cái là chúng ta dừng ngay thì cái mầm bệnh nó vẫn còn, nó chưa hết hẳn, hay là chúng ta dừng nó lại bùng lên. Em bạn sẽ tiếp tục sử dụng cái Listatin này tư miệng cho em bé đủ từ 5 đến 7 hôm đã cho nó khỏi hoàn toàn đi. Nếu thất bại với Listatin này thì bạn có thể phải dùng sang cái loại tiếp theo là cái gel bôi miệng là cái Dactarin á. Dactarin thì dùng cho trẻ từ 4 tháng trở lên, còn Listatin thì dùng cho trẻ từ sơ sinh được luôn. Thế bắt đầu thì dùng Listatin trước. Bạn Phạm Bửu Ngọc, bác sĩ cho em hỏi, con em mọc răng mấy hôm trước thấy răng nhưng không sưng nứa, hôm nay sưng to nhưng không thấy răng nữa, vậy là sao? Em thấy đầu răng ngả màu, bác hướng dẫn cho em cách vệ sinh răng mới mọc đi ạ, em cảm ơn. Có thể là hôm trước ấy, cái răng nó nhú nhú lên, bạn sờ vào thấy nó trắng trắng, nó chưa nhú hẳn lên, nó bạn chỉ sờ thấy cái trắng trắng, ở nhìn thấy nó trắng trắng thì bạn sờ nó cứng cứng, bạn thấy răng. Thế bây giờ mà nó bị sưng ở xung quanh lên như thế này này, nó bị viêm. Nó vẫn có cái phản ứng viêm nhẹ ở chân răng của em bé mà khi bắt đầu em bé mọc răng lên. Thì ở trong cái trường hợp này này, nếu nó chỉ có hâm hẩm sốt ở ấm người thì không sao, bạn chỉ cần bôi các cái loại thuốc trực tiếp vào chỗ răng của em bé. Còn nếu nó mà sốt cao hẳn lên thì phải đi bác sĩ kiểm tra xem nó có nhiễm trùng tại đấy hay không. Bạn không cần dùng đến kem đánh răng, các bạn dùng khăn hoặc là cái miếng tươi miệng, cái gạc rơ miệng. Bây giờ chúng ta có một hãng mới bán cái gạc gì mình vừa quên tên nhỉ, gạc Baby Care hay gạc gì đấy của Hàn Quốc à? Thì dùng để lau miệng em bé luôn, nó có cái silicone để vệ sinh răng cho con luôn đấy, cái vị ngọt tự nhiên mà không gây ra sâu răng. Có thể dùng cái gạc đấy để lau miệng cho con cũng được, hoặc thông thường là các bạn dùng khăn xô bình thường hoặc là các cái gạc thông thường các bạn lau miệng cho em bé thôi. Còn cái vùng mà nướng lợn này nó sưng lên này, bạn ra hiệu thuốc mua cái thuốc. Chúng ta hoàn toàn có thuốc bôi giảm cái sưng, cái khó chịu mà điển hình như cái đầu tiên là cái Camistat ấy, bôi cho em bé lúc mọc răng thì bạn bôi cái đấy lên vùng nướu vùng lợi cái sưng của em bé lên cho nó giảm đau, giảm khó chịu cho con. Bạn Trần Hiếu chào bác sĩ, bé nhà em 8,5 tháng tuổi mà mỗi lần bé lật nằm sấp nằm bé lại đi ngoài à, vậy có sao không? Thông thường là như thế này, khi lật nằm sấp ý, nó sẽ tăng cái nhu động ruột, xong em bé sẽ xì hơi liên tục và kèm với xón phân. Nhưng em bé mà cứ nằm sấp xuống mà hay bị nhiều, tức là em bé hay bị đầy bụng. Và bạn sẽ phải xem xét lại cái đồ ăn, cái lượng đồ ăn cho em bé, kiểm soát lại cái này. Bắt đầu từ cái đấy thôi. Vì nó đầy bụng nó khó tiêu, nó nuốt phải hơi nhiều. Kiểm tra cái bình sữa. Nếu mà bú bình, vì sai bình không đúng thì nó có thể nuốt phải hơi, nó gây đầy bụng. Thứ hai là cái lượng ăn của em bé đã phù hợp với độ tuổi hay chưa, cái thức ăn nó có phù hợp hay không, nó cũng gây đầy bụng cho em bé. 8,5 tháng thì thực ra con rất ít khi vận động ở tư thế nằm sấp rồi mà, bé lật nằm sấp nó sẽ gắn nhiều đến cái tình trạng đầy hơi đầy bụng của em bé đấy ạ. Bạn Nguyễn Hồng Loan, em muốn đưa bé đi khám tổng quát, đi ở đâu ạ? Bé em sinh non 2,2 cân. Bạn này bé này 7 tháng, bé có 6,4 cân. 7 tháng được 6 cân tư này.
6742. Không, thực ra là tăng cân. Với một em bé mà sinh 2 cân 2 đến bây giờ là bình thường. Nhưng tính là trung bình trong 6 tháng đầu tiên em bé sẽ tăng từ 3 cân 6 đến 4 cân 2. 3,6 đến 4,2 cân trong 6 tháng đầu tiên. Thế giờ em bé nhà bạn được 7 tháng 2 cân 2, 6,4 trừ đi 2,2 là 4 cân 2. Thế là em bé của bạn trong 7 tháng tăng được 4 cân 2, thế là mức tăng ổn định với một em bé sinh non nhạy cân rồi. Bé uống sữa được 600 ml và 2 bữa bột mặn một ngày. 600 ml sữa ăn 2 bữa bột, ăn như thế là ổn rồi. Với những cái trẻ tăng nhạy cả sinh nhạy cân này này, các bạn xem có cái biểu, các bạn vẽ cái biểu đồ tăng trưởng của con, các bạn tính này nó tăng từng tháng đến cái thời điểm ăn dặm này rồi, trung bình tháng nó sẽ tăng được khoảng 300 đến 500 g là giỏi. Bắt đầu từ lúc ăn dặm ấy, chứ nó không còn tăng quá nhiều như trước nữa. Và bạn sẽ phải theo dõi theo cái cân nặng của con mình từ lúc sinh đến giờ để xem nó tăng như thế nào. Chứ đừng áp thẳng sang một cái bảng đó là 7 tháng thì em bé phải bao nhiêu cân. Thì dễ là làm cho chúng ta là đánh giá không chính xác về cái tình trạng cân nặng của con. Đi khám tổng quát, thực ra khám như thế này thì em bé của bạn nó chỉ cần nè, không 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 phải là nắm tất cả mọi kiểm tra đâu, nó không có cần thiết. Ví dụ mọi cái hoạt động vận động mọi thứ của em bé nó bình thường, nếu bạn muốn kiểm tra bây giờ là sẽ kiểm tra một cái là cái công thức máu và sinh hóa máu để kiểm tra liên quan đến chỉ số hồng cầu, xem có bị thiếu máu hay không, định lượng sắt huyết thanh, cái sắt dự trữ của em bé, creatine sắt dự trữ. Thứ ba là có thể kiểm tra một cái chung chung nữa, đó là định lượng các cái vi chất. Thế là kiểm tra hồng cầu, kiểm tra sắt là cần nhất thôi, còn định lượng các cái vi chất thì không ăn thua lắm, bởi vì nó tùy thuộc vào cái thời điểm lấy và cái cách lấy mẫu, nó có thể xê dịch cái số đi rất nhiều nên nó cũng không quá cần thiết. Và các cái bệnh viện lớn bạn đi thì bạn đều được cho em bé khám cái này được. Tôn Hằng, khi nào mới cho bé uống sữa tươi thay cho sữa công thức? Bé 18 tháng hay té, chạy té ngửa va đầu xuống nền gạch, vậy có ảnh hưởng đến não không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ. Cái sữa tươi của em bé này từ 12 tháng đổ ra là chúng ta bắt đầu thêm sữa tươi vào trong cái khẩu phần của con được rồi. Có bú mẹ mà đủ sữa mẹ thì vẫn thêm cái sữa tươi để khi mà đi ra ngoài cho nó tiện. Hoặc là nhiều sữa mẹ rồi thì trong ngày không nhất định phải uống thêm sữa tươi. Có đang uống sữa công thức thì cũng thêm sữa tươi cho con và bớt số sữa công thức đi. Bây giờ bé 18 tháng thì xem bạn có thể là chỉ cần giữ lại một cữ sữa công thức thôi và bạn chuyển hết các cái cữ sữa trong ngày sang sữa tươi cho con. Cái ngã của em bé thế này không thể đánh giá được ngay là có ảnh hưởng đến não hay là không. Các bạn sẽ theo dõi ngay, ví dụ khi con vừa bị ngã nó có những biểu hiện gì. Trong 72 giờ xem xét các cái biểu hiện của em bé liên quan. Một là sốt, hai là cứng gáy cứng cổ, cứng gáy là người nó cứ gẫng người ra này này, và nôn nhiều. Ba là vật vã kích thích và bốn là đừ đừ mệt mỏi người đi. Những cái nôn chớ, những cái sốt, những cái vật vã kích thích, cái đừ đừ người đi thì nó là một trong những cái biểu hiện dẫn đến ngay cái tình trạng khó chịu của con. Rồi bạn để ý xem là những cái vết thâm máu, tụ máu, ví dụ va ở đằng sau đầu này nhưng máu lại bị tụ ở trước mặt, ở xung quanh mắt hay là ở sau vành tai, ở chỗ này chỗ kia, tức là nó khác với thông thường như vậy, thì chúng ta phải đưa em bé đi thăm khám và kiểm tra. Còn nếu mà nó ngã xong nó khóc xong giận, mọi thứ sinh hoạt của em bé sau đấy nó bình thường, nó không có thay đổi gì, thì tức là nó không có ảnh hưởng gì cả. Còn giả sử như các bạn muốn lo lắng là nó có bị một tí tí gì ở đâu không, rồi nó có ảnh hưởng lâu dài không, thì không ai trả lời trước cho bạn câu hỏi đấy được. Bởi vì những cái phim ảnh, ví dụ đi chụp X quang hay là chụp chụp CT não chẳng hạn. Thì những cái tổn thương mà nó rất nhỏ mà nghĩ là kiểu sau 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 này nó mới xuất hiện ra thì chưa chắc ở trên phim mà nó phát hiện ra được. Còn nếu mà nó không có chấn thương gì về xương, về não và mọi cái hoạt động của em bé bình thường, nó không có biểu hiện gì khác ngày thường, thì gần như là trong các cái phim nó không phát hiện ra cái gì cả, không có gì cả. Vậy là quan trọng nhất vẫn là theo dõi tình trạng cụ thể của con sau khi con bị ngã. Đấy. Có biểu hiện gì khác thường với ngày thường cái là sẽ phải đi khám, còn không thì không phải làm gì cả. Còn không thể trả lời được cho bạn là ngã nhiều có ảnh hưởng hay không, có thể là có ảnh hưởng đến não bộ gì hay không. Còn tất nhiên là mỗi một lần ngã thì nó sẽ tăng thêm cái phần nguy hiểm cho em bé rồi. Có những cái lần thì ngã nhẹ nhàng nhưng có những cái lần ngã sẽ nặng hơn mà.